Vâng, chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã trở lại channel của Lý Thái xem nha. Vâng, thì có anh em hỏi Lý Thái như thế này. Hỏi là có bao nhiêu cái kỹ năng bài? Và tại sao gọi là căn bài? Tại sao gọi là kỹ năng? Thì chắc đó chỉ là một cái tên gọi thôi nha, một cái tên gọi do mình đặt ra thôi nha. Chứ không có gì là khó. Căn bài có nghĩa là trong một cái khuôn khổ nó gọi là cái căn. Có nghĩa là xưa chúng ta đi học một cái số nằm ở trong một cái căn bậc hai đó, thì nó ví dụ như là năm, căn năm, thì đó là cái số năm đó là nó nằm trong đó, kêu gọi là cái trong một cái căn, trong một khuôn khổ, thì mình giải thích vậy thôi. Nhưng mà trong một cái căn đó thì đưa ra ngoài thì nó sẽ nhiều hơn, giống như là một cái thân và một cái nhánh, thì với mình thì mình giải thích như vậy thôi, tại mình hiểu về như vậy thôi. Hoặc là một kỹ năng là cũng vậy thôi. Đôi khi anh em phân vân nói, căn bài là gì, kỹ năng là gì, rồi anh em hỏi là sau trong bài đó quá trời nhiều. Tại chỗ luôn thì khi anh em chưa hiểu về nó thì quá nhiều. Nào là gì xào sắp, rồi xào công thức, rồi chớp bài, rồi sắp bài tính xăng, rồi xăng bài, chia hạ, chia truyền, chia kế đáy, chia giữa bộ gì đó. Thì chắc luôn đó là cũng là cái tên gọi, nó cũng chia nhiều ra. Anh em cứ suy nghĩ một điều như thế này: khi chúng ta cầm cái bộ bài lên thì chúng ta làm gì với nó, chúng ta chỉ hiểu gì thôi, thì kỹ năng cũng nằm trên những cái đó. Bây giờ bộ bài mới anh em mới khui ra thì điều đầu tiên anh em làm gì? Anh em chẻ bài, đúng không? Rồi xong anh em xào bài, đúng không? Rồi anh em cắt bài, anh em chia bài, đó. Và anh em sắp bài. Nó chỉ có bao nhiêu đó thôi, nó không nhiều, nhưng mà trong mỗi một kỹ năng đó hay là một căn đó thì nó có những cái nhánh nhỏ. Trong chia bài thì có chia hạ, chia thượng, chia cái đáy, chia bộ. Trong xào bài thì có gì? Xào sắp, xào công thức, chớp bài. Rồi trong chẻ bài gọi là săn bài. Sắp bài trên săn, sắp bài để làm gì? Xào, sắp bài để chia, sắp bài để chẻ. Nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Và cách làm nếu âm dương cho nó chuẩn. Nó chỉ có bao nhiêu thôi. Nó không nhiều. Đôi khi anh em thấy chia sẻ nhiều quá, anh em nói quá chi nhiều cho nó, thật sự nó chỉ có nhiều. Và Thái cũng nói luôn, anh em muốn học về kỹ năng này thì anh em phải suy nghĩ kỹ, thật là kỹ về nó, chúng ta hãy biết. Thái không khuyến khích anh em sử dụng với mục đích nào nào, và Thái cũng khuyên anh em không nên sử dụng bộ môn này với mục đích rõ đen. Giải trí nghệ thuật, ảo thuật nó sai rồi. Để học được bộ môn này thì anh em phải có nhiều cái tiêu chuẩn của bản thân mình đặt ra, đúng không? Thứ nhất, yếu tố gì? Thời gian, sự quyết tâm của mình, sự kiên trì của mình và người thầy. Và yếu tố đó nữa là cái kinh phí để chúng ta. Nó phải có đầy đủ yếu tố. Thì chắc luôn thì khi một người đó dạy cho các bạn thì người đó phải nhận cái thù lao, kêu gọi là cái học phí. Và khi mình nhận học phí rồi thì mình có trách nhiệm với cái người học, mình phải có trách nhiệm với người học. Đó, cho nên các bạn học về bộ môn này mà với Lý Thái thì các bạn yên tâm đi. Thế dạy bao ra nghề. Còn anh em nào muốn học
Và nhiều anh em nói là học từ đây tới tới chơi được. Cái đó thì nó phải dựa vào các cái người học có kiên trì, có tập luyện không. Để muốn thành công bộ môn này thì mình phải trải qua nhiều giai đoạn tập luyện, trao dồi. Muốn muốn chơi cái đó thì đầu năm chúng ta học, cuối năm chúng ta mới có cái thành quả lao động. Qua cái thành quả lao động rồi chúng ta mới có. Thì chúng ta muốn ăn gạo hay là ăn cơm thì chúng ta phải trồng lúa xong rồi nó trải qua quá trình vun trồng rồi đó, rồi cấy rồi xạ gì đó, rồi rồi nó nhóc hết trơn rồi mới đến mới 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 đến chúng ta rồi nấu rồi gì đó rồi xong rồi nó thành cơm ăn. Cái gì cũng vậy, nó phải trải qua một cái quá trình của chu trình đó, chứ các bạn không thể nào nhảy ngang được đâu, không nhảy ngang. Tại sao Thái lại nói điều này? Có nghĩa là nhiều anh em muốn học mà đang phân vân, muốn học sợ tốn tiền. Đúng rồi, thì không ai cho không chúng ta cái gì bao giờ. Thì anh em quyết định học thì anh em suy nghĩ kỹ xong rồi ok học thì hạ đóng tiền học. Chứ còn kêu bằng là lưng chừng suy nghĩ đứng núi này trông núi kia, ông thầy này giỏi không hay là ông thầy kia giỏi, đang phân vân. Cái người thầy giỏi nó không quyết định sự thành công của bạn, mà người thầy có tâm mới quyết định, và bản thân các bạn cũng quyết định được sự thành công của bạn. Một người thầy giỏi dạy cho bạn mà bạn về bạn không luyện thì các bạn cũng không thành công. Mà ông thầy đó ổng dở, có nghĩa là không phải là dở, mà ổng vừa vừa ổng dạy cho các bạn, ổng khuyên các bạn nên học từ thế nào thế nào thế nào, động viên khuyến khích khích lệ các bạn để các bạn có một cái động lực để học. Thì đây là những cái gì mình muốn chia sẻ cho anh em, có người hỏi thì mình mới trả lời. Anh em nào học về bộ môn này kết bạn Zalo 0849 sau 48 sau 49 gặp Lý Thái xem. Rồi, chào tất cả các anh em nha.